Chung kết to. Bên mình là Egypt Greek, bên kia là Egypt và Hitty. Bé Zip vẫn đang chưa có thế để cho anh đánh cung được. Thế nhà vẫn đang là tương đối trống. Chờ xem mình nhận cơ cấu gì. Và đây là tí. Hiệu đầu cũng đã được đưa về khu vực nhà chính rồi. Có voi ở phía trên. Không phải. Như vậy là nhìn hơi nhầm. Rừng dừa rất mỏng. Rừng này sinh ra chỉ để gọi là bò nhà thôi. Không có tác dụng gì cả. Toàn hiệu là hiệu. Đây, quả đây. Rồi, như vậy đã đủ đồ. AK Transformer đẹp hơn. Mà nghe tiếng nó không hay lắm nhỉ. Tiếng kiểu súng đồ chơi. Ice,
Cuối 10 dành cho tí. Và đây là một bài lực cũng là khá ổn. Ra thêm ruộng không? Vậy là Hitty là người đánh chém để cho Ezip đánh cung. À đâu, Ezip vẫn là Ezip đánh chém không? Hit đánh cung. Đây là Gunny. Không thấy rõ Gunny để ở đây, giống như Gunny là một bài chọc chéo rồi. Vừa lên 3 xong. Cơm giáp đầy đủ. Đây là một nhà P. Gặp rồi đấy. Một này cũng không phải quá khỏe đâu, chưa bánh xe đâu. Rồi vừa có xong. Bài gỗ kia vẫn hở đấy. Vậy là nấu một cũng không còn những cơ sở của mình quá nhiều nữa. Phù mất một con chém của mình rồi. Rồi đẩy vào luôn à. Vậy là Gunny quyết định không lên bánh xe. Chúng ta cùng xem Hoàng Mai Nhi. Tham anh đang là 30 rồi, có một bãi quả ở đây rồi. Ngon đấy. 3 thì đương nhiên là Egypt vẫn có lợi thế hơn, khi mà trâu máu hơn. Ruộng nhá. Có cung đứng bảo kê luôn. Ok, thì cũng sẽ thoải mái để thi đấu trong trận đấu này. Xem khoanh ruộng chính ở nhà M1. Rồi. Lực vẫn đang rất khỏe và tỷ số là 3-2. Ngon. Một trận đấu mà No1 yếu thôi. Có một bãi quả ở đây. Rất hay. Và chúng ta có 1C bỏ túi rồi.